Dẫn nha. Theo kỹ thuật là viết tổng phân. Kỹ thuật là viết đồng phân. Thì bước 1. Bước 1 thì nó luôn tính cái gì trước? Thì biết ta. Tính cái delta. Đấy, bằng vân vân. Đấy, cái này là gọi là độ bất bão hòa. Đấy. Thế thì cái này cũng có thể ký hiệu là K nhé, có hai ký hiệu K hoặc là delta. Rồi, thì từ đó chúng ta sẽ biết được là cái chất cần viết đấy nó chứa bao nhiêu mấy cái pi và bao nhiêu vòng. Đấy, bước hai là mình sẽ chia làm các trường hợp. Trường hợp một là nó có CHO, trường hợp một có CHO thì nếu có một oxy, có một oxy thôi thì nó sẽ có hai trường hợp, đó là có chứa nhóm OH, chứa nhóm OH, và trường hợp thứ hai là chứa cái nhóm O gạch ngang như này. Đấy, bây giờ đến trường hợp là có hai oxy, từ này chưa hết, còn có thể có nhóm thứ ba là nhóm CHO, nhóm thứ tư là nhóm CO. Đấy, cái này viết gọn này là CO như này. Đây là có một oxy. Bây giờ đến trường hợp thứ hai. Ở đây là không phải trường hợp thứ hai mà trường hợp nhỏ ở đây là sẽ có hai oxy. Thì nó có thể có nhóm này COOH hoặc là nhóm COO, hoặc là có nhóm CHO kết hợp với một trong các cái nhóm kia nữa, CHO với lại OH. Đấy, hoặc là CHO với lại O, vân vân, nhiều kiểu lắm. CO với lại OH, hoặc là CO với lại O. Đấy, có nhiều kiểu. Thế là trường hợp mà nó có CHO. Trường hợp 2 là có CH với lại calo chẳng hạn, hoặc là brom, hoặc là iốt, vân vân. Thế thì người ta coi nhá, cách làm nó coi coi cái CL như 1H để tính delta. Đấy, thì trường hợp này nó quá dễ thôi. Trường hợp 3 là có CH với lại N. Đấy, CH với N thì nó sẽ có các trường hợp này là có nhóm C, không, có nhóm NH2, có nhóm NH, có nhóm N. Đấy, bây giờ thầy sẽ lấy một trong các cái ví dụ. Đấy, các cái ví dụ cụ thể. Nhưng tất nhiên là cũng phải viết cái khung carbon đã, phải viết vẽ khung bằng carbon đã. Và trước mắt là em ghi chép thầy vào trước đã nhé, sau đó thì thầy sẽ lấy ví dụ này. Ví dụ như là C5H12. Rồi, đầu tiên em tính cho thầy cái delta của nó sẽ bằng 5 trên 2 trừ 12 cộng 2 trên 2. Kết quả là bằng 0. 0, đúng rồi. Vậy suy ra là không có pi và cũng không có vòng. Chỉ chờ thôi. Thì bây giờ C5 nó có cái khung như này. 1 2 3 4 5. Khung thứ hai. Thế còn vẽ khung như nào thì có video riêng. Tại sao mình viết như này thì có khung riêng.
Đấy, thế sau đó đường hydro nó đổ vào. Cái C này là nó có một hóa trị, vậy thì cần 3H và đổ 4. Cái C này có hai hóa trị hai bên. Thêm 2H thêm vào. Quá nhanh thôi. Đấy. Này nó khi nó đã quen rồi thì nó nhanh lắm. Đấy, thế là xong. Bây giờ ví dụ tiếp theo. Ví dụ 2 là C4 H8. Tính thành cái delta của nó sẽ bằng 4 nhân V2 trừ 8 cộng 2 trên 2 bằng 1. Và 1 thì là có hai trường hợp. Trường hợp 1 là có một pi không vòng. Đấy. Khung carbon đây. Có hai khung như này. Thì lấy pi vào đây hoặc vào đây. Bên này đối xứng thì bỏ. Vào đây, bên đối xứng thì bỏ. Xong mình triển khai ra. Đây gọi là 1, 2, 3. Đấy. Đây là 1. Đây còn 2. Và đấy đây trường hợp mà chỉ có không không cho liên kết đơn này vì nó cũng đối xứng luôn này. hai thằng này đối xứng với nhau, cái xe này với xe này đối xứng thì mình không cho không dưới làm gì cả. Bây giờ đến trường hợp 2 là không pi một vòng. Đấy, không pi một vòng, vòng lên 4 carbon, vòng 3 carbon và có một nhánh. Lại xong thêm C vào. Đấy. C2. Ok. Đây là xong trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai. Bây giờ ví dụ có oxy đi. Ví dụ 3. Ví dụ như là C3H8O chẳng hạn. Delta cũng nó sẽ bằng 3 nhân với 2 trừ 8 cộng 2 trên 2 bằng 0. Tức là nó không có pi. Đấy, không có pi, không có vòng. Phải khung carbon như này. Thế có hai trường hợp, trường hợp 1. Đây như như thầy nói đây này. Lý thuyết đây này, có một oxy. Đấy, có một oxy thì nó có nhóm OH hoặc là nhóm O. Thế còn với nhóm CHO hoặc là nhóm CO này nó phải có, nên là nó phải có pi cơ. Có pi thì mới có trường hợp này. Thế còn đây là không pi. Không pi hoặc là có pi thì đều được. Đấy, nhưng mà trường hợp này bắt buộc phải có pi. Bởi vì trong nhóm CHO này nó có liên kết đôi. Cái này có liên kết đôi này. Đấy, có pi ở đây này. Trong này cũng có một pi. Hiểu chưa? Vâng. Như vậy thì ở đây chỉ có hai trường hợp thôi. Có hai trường hợp thôi. Đó là có OH. Nếu OH gắn vào đây hoặc gắn vào giữa đều được. Đấy, triển khai ra CH2OH. CH2, CH3. Bây giờ đến trường hợp mà cho vào giữa đây. Ok chưa? Trường hợp 2 là có cái nhóm này. Thì liên kết này ấy, có nhóm oxy nó sẽ giữ liên kết vào đây này. Về đối xứng thì bỏ. Đấy. Được chưa? Thì cái này có cho sang ngang không? Ở đây cái này CH3, thầy bảo đối xứng mà. Hai thằng này đối xứng nhau. Hai này đối xứng nhau nên là cho sang thì nó không ra cái mới. Chỉ À, nó mới khi mà nó không đối xứng với nhau thôi. em tưởng là viết cái này gạch ngang ở đây. Viết sang ngang thì vẫn giống như ở dưới thôi mà. Đấy, ở ngang với ở dưới giống nhau nên là người ta có thể tùy chọn nhá. Viết đâu cũng được. Nhưng mà thông thường người ta ưu tiên viết xuống dưới để cho nó quen thuộc. Được chưa? Bây giờ đến trường hợp mà có oxy nhưng mà cái K của nó, cái pi, cái delta của nó sẽ khác không? Đấy, ví dụ tiếp theo là C4H8O.
thì delta của nó sẽ bằng 4 nhân 2 trừ 8 cộng 2 trên 2 và 1. Và 1 thì cũng có hai trường hợp là 1 pi. Đấy. Hoặc là một vòng. 1 pi hoặc một vòng. Được rồi. Trường hợp là 1 pi trước đi. Mà có một oxy thì cũng có hai trường hợp là có nhóm OH. Đấy, cái này phức tạp hơn nhiều đấy. OH thì như này. Đầu tiên là cho pi vào trước đi. Cho pi vào đây. Thì OH sẽ vào đây. Hoặc là vào đây. OH không vào carbon có liên kết đôi. Đấy, OH không vào. C có pi nhá. Không bền. Xong mình triển khai ra. Triển khai ra, bây giờ thầy viết khung cho nhanh nhá. Rồi, khung thứ hai. Khung thứ hai thì đây. Thì OH bây giờ nó sẽ vào đây. Đấy. 1 pi. Trường hợp tiếp theo là có oxy. Có cái này. Có cái này thì cũng khung carbon trước. Pi vào đây. Pi vào đây. Thì cái nguyên tử oxy sẽ vào đây. Đấy, hoặc là vào đây. Đó. Thế còn nếu cái pi vào giữa. Pi vào đây. Thì oxy vào đây. Hoặc vào bên này thì đối xứng thì lấy một cái thôi. Đây là có một pi, bây giờ đến là có một vòng. Một vòng. Một vòng thì là vòng bốn cạnh. Đấy, thì nếu mà OH. Nếu OH thì OH vào đây. Đấy. Bốn vị trí này giống nhau. Tiếp theo là oxy. Trường hợp thứ hai là có oxy xen vào giữa liên kết. Đấy. Đấy là vòng bốn cạnh rồi vòng ba cạnh. Vòng ba cạnh thì đây. Thì OH sẽ vào đây. Hoặc là vào đây. Hoặc vào đây. Đấy. Thế còn kiểu thứ hai là kiểu có nguyên tử oxy xen vào giữa. Ô đây chẳng hạn. Thì nhánh vào đây. Hoặc vào đây hoặc vào đây giống nhau. Đấy. Nó phức tạp lắm luôn đấy. Ok. Đây là thầy tạm tạm như thế đã. Chứ còn đến với những trường hợp có clo rồi là có nitơ thì mình sẽ tiếp tục sau nhé. Đấy, còn có hai oxy nữa cơ. Đấy, cái chuyên đề viết tổng phân này nó cực kỳ phức tạp luôn. Phức tạp là vì các em chưa được học những cái cụ thể những cái chất này. Khi mà các em học cụ thể rồi thì nó sẽ dễ hơn. Thế nhưng mà hiện nay ấy, khi mà cái học cái bài đầu của cái viết đồng phân ấy thì nó sẽ rơi vào những cái bài đơn giản em ạ. Người ta sẽ cho những câu đơn giản thôi chứ không cho quá phức tạp đâu.